Tớ muốn đi thám hiểm cùng với Miêu Miêu, nên đi đâu thì tốt đi nhỉ? Kiki ơi, tớ đang ở trong ngôi làng bánh tráng miệng. Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Hãy rủ Miêu Miêu cùng tới đây nhanh nào. Được rồi, hãy lên xe ô tô và xuất phát. Hãy chọn một chiếc xe ô tô ưng ý. Nên cho Momo món quà nào đây nhỉ? Momo à, đây là món quà tặng bạn. Tôi muốn đi thám hiểm cùng với Miêu Miêu, nên đi đâu thì tốt đi nhỉ? Kiki ơi, tớ đang ở đất nước băng giá. Bây giờ tuyết đang rơi nữa này. Hãy rủ Miêu Miêu cùng đến đây chơi nào. Được rồi, hãy lên xe ô tô và xuất phát. Hãy chọn một chiếc xe ô tô ưng ý. Nên cho Bục Tô món quà nào đi nhỉ? Ha!
Chào. Chào. Phortuna, à, đây là món quà tặng bạn. À. Wow. 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 Tôi muốn đi thám hiểm cùng với Miêu Miêu. Nên đi đâu thì tốt đi nhỉ? Kiki ơi, tớ đang ở trong khu rừng phép thuật. Ở đây có rất nhiều điều thú vị. Hãy nhanh rủ Miêu Miêu tới đây xem nào. Được rồi, hãy lên xe ô tô và xuất phát. Hãy chọn một chiếc xe ô tô ưng ý. Nên cho Phi Phi món quà nào đây nhỉ? Phi Phi à, đây là món quà tặng bạn. À. Wow. Wow.